Hello mọi người, hôm nay thì Vương sẽ làm video cho mọi người xem cách thức Vương chuẩn bị để nấu cháo cho bé nha. Tại vì là bây giờ hiện tại bây giờ là bé chỉ có đang ăn dặm bữa thứ mấy ta? Bữa thứ tư, bữa thứ năm gì thôi à. Cho nên là Vương vẫn đang nấu một chút, không có nấu nhiều. Đây mọi người, đây là menu của ngày mai, gồm có thịt gà và khoai lang. Ngày mai thì với là sẽ ăn cháo thịt gà và khoai lang. Đây, mới cắt củ khoai lang là ngon ơi ngon luôn. Đó, ngon không mọi người, ngon lắm luôn. Để tí nữa bịt lại. Con này uống bình sữa xong rồi là để đây chưa rửa nữa nè. Đây, thịt ức gà và một đốt khoai lang như thế này, chút xíu thôi. Bây giờ thì mình sẽ cắt chúng ra, cái này là Vương rửa rồi, bây giờ thì sẽ cắt ra. Đây mọi người, khoai lang sau khi mà gọt vỏ xong rồi thì mình phải ngâm qua nước. Mình phải ngâm qua nước cho nó không có bị đen. Xong rồi sau đó thì mình sẽ cắt đi mấy cái đốt này. Nấu cháo ăn dặm cho em bé giống như là chơi đồ hàng á mọi người. Nó mỗi thứ một tí, một tí, một tí, nó vui lắm. Nó hài hước lắm. Mỏng ra thôi. Tại vì mình làm bếp cũng không có giỏi, mình nấu ăn cũng không có giỏi, cho nên là mình cứ từ từ mà mình làm thôi, không có gì mà phải vội cả. Ủa, không thấy luôn. Cắt xong rồi bỏ vô nước. Ồ, hình như là nhiều quá rồi, hai khoanh thì đủ rồi, cái này nó ra tới lượt ba khoanh lượt, không sao mà mình sẽ tính tiếp. Mình sẽ giảm lại vào ngày mai cũng được, không vấn đề gì. Xong bỏ qua một bên. Và bây giờ thì mình sẽ đâu rồi ta, vớt nó ra và để cho nó vẩy cho nó hết nước. Xong sau đó thì mình sẽ bỏ vô hộp. Đây, mình bỏ vô hộp, mình bỏ tủ lạnh. Mình làm sẵn như vậy á thì ngày mai mình chỉ có bỏ vô máy thôi, chứ mình không có cần phải sáng mình không có cần phải mệt. Sáng mình dậy xong rồi là mình cái này xong rồi bỏ qua. Buổi sáng mình dậy mình sẽ cho bé uống một cữ sữa trước, xong đó thì tầm đâu đó 10 giờ 11 giờ tầm 12 giờ đó, thì giờ nào mà bé ok, cái giờ mà bé tỉnh táo á là cho bé thêm một lượt ăn ăn một chút xíu, xong rồi sau đó là uống thêm một bình sữa nữa, xong rồi là đi ngủ trưa. Đây, cái này là thịt ức gà, bây giờ mình sẽ cắt nhỏ ra. Mình cắt mình để sẵn luôn, xong rồi ngày mai mình chỉ bỏ vô là mình nấu thôi. Đang nấu bếp mà ngứa mũi. Dù gì thiệt. Mình cắt càng mỏng thì thịt gà dễ càng mau chín. Hôm nay là ngày thứ mấy ta? 1, 2, 3, 4 gì đó.
hôm nay là ngày 5 thì là bé ăn được 4 ngày đúng không ta? 4 ngày 5 ngày gì đó. Ăn rất là giỏi nha, ăn rất là xuất sắc nha. Đây. Bà ăn rất là giỏi cho nên là làm cho mình có cái động lực để mà mình nấu. Để mà giờ này mấy giờ rồi? 9 giờ mấy rồi. Mình có động lực mình nấu cho bà ăn. Sao đấy? Mình bỏ vô hộp luôn. Ngày mai chị Vera sẽ ăn khoai lang và thịt gà, cháo khoai lang thịt gà. Xong rồi bây giờ thì đi rửa mọi thứ. Tiếp theo sau đó là mình sẽ chuẩn bị máy đi. Đây nè mọi người, máy mình sẽ chuẩn bị trước, sáng mai mình việc đổ vô thôi. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Đây là cái lòng hấp của cái máy, mình sẽ bỏ vô. Đây là cái này để hấp cháo. Đây mình chuẩn bị gạo luôn, xong để đây. Sáng mai thì mình dậy mình sẽ rửa gạo xong rồi mình đổ thịt gà và khoai lang vô đây, xong mình bỏ gạo vô đây để nắp lại là mình hấp thôi. Còn một bước nữa, đây chờ một chút xíu. Đây là mình sẽ chuẩn bị đổ nước vô trước luôn. Tóc ở đâu vậy? Tóc của mình, tóc ở trên đầu mình luôn. Chưa đầy. Sau đó mình sẽ đậy nắp lại. Ok, xong. Sắp rồi. Bây giờ thì đi ngủ thôi. Mang cái này để qua đây. Để sẵn đây luôn. Đây là cái nắp của nó. Để sẵn đây luôn. Chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ. Đây, vừa làm bếp vừa ngó cô này ngủ thấy ghét chưa? Cái tay này cái chân này thấy ghét chưa? Đó, nó nhúc nhích nữa này thấy ghét chưa? Đây, đổ thịt gà và khoai lang vô. Còn đây là gạo và nước. Lại. Bây giờ thì mình sẽ bật qua bên cái nút này là nút hấp nè mọi người. Xong rồi bây giờ thì mình sẽ bật qua nút bên phải để mà xay. Cái này là phải một tay vịn nắp nha, còn một tay Vương đang quay có một tay này, cho nên là nó văng ra không được rồi mọi người ơi. Bye bye mọi người nha. Bây giờ Vương xay cháo cho con vừa ăn đã. Phải một tay vịn một tay cầm ra không được.